cha bông bôn bông bôn thua bởi xa lo xùm lo mà chú càng kia đây ớt hay bông bôn hào kia đây đưa những nhóm rư gó hào cho mua tham mạch đài chẳng hắn á xùm lo mà chú kia đây phía chân kia vô tớ xa lo cho mùi trái chá cả đôi chi con trái ấy chẳng hắn á chả hay nàng trái tụa trái ấy nàng ai hay cường bạp xong rồi bó xa lo mà chú bó chân nâng cư bình khóc nìa bì bông bôn mán tê cư xa điên khá nìa nàng ai bông bôn nơi chả hay nàng nhóm nâng á bàn tớ xa nè bông bôn hông phùm nàng nhóm chả xa dương bà chì chân dương lụa đôi chạm thầm đá nâng có đá đá tức cơ khởi kia đây bông bông còn côi lụa chân có chui tình quạt tờ hay nà mốt bẹp liềm phliêm nhưng vô mà thơm mà hô phliêm phliêm chân chân anh nha slo tư lần chu bình tái dương ở miền đồ chít chân anh vì ạc xa vì bà em hẹp dọa mắt nên khi màu bẹp ở mẹ bơ đài nên khi mời miền nơi khẳng mục tế hát bông bông dương bài cổp tới việc đồ mắt lần chân nơi chân bắt xua tập năng anh bông bông nơi cư là bó bà lại chan lụa ấy là mồm mốm tôi bây giờ dân tinh đôi giờ cái đây ní cứ ta mà bọn ri là bọn bọn bàn làm ở thôn này chăm sóc bàn làm ở chân năng nhưng mà sơ cho lôi không ca chùm nai lơ bà lại khăn tê chà phúa tam là bọn tam ấy dân mình bà lại đôi trùi ba trùi ấy chẳng á nè bè xùm rạp ca bè bọn nên khi ông cứ nên khi ông ta chà sẽ tê viết tê à bà đồ vì nó cứ dân cầm rõ dỗ bọn bọn tìm mối khăn không với ai mình thật cứ hai tí bí dân thở ca ở bò à để khiêu khiêu nó không có đồ viên nó tranh bỏ bỏ tranh như là bình tịch tịch chứ làm kia đây á dương mình trăm mà vô mà slo chứ mà chu tới cái dương ai vô từ thôi chiên lụa ban đây bằng ôn đây chỉ lụa bọc từ cương chỉ lụa bọc học ấy á cứ chăng anh mình tên bây dương slo vì á hay kia đây dương ai nhầm ăn từng trui từng cá hay play bọc play cái chơi coi dương ai vô mà slo mà chu có đôi chi vô mà slo bọc từ cương ấy chẳng có chăng anh đài thường lụa sắp slo mà chu bằng ôn đăng ấy thà cương cắt chả bao dương cứ dương miên chả cương khăn này chơi bà hà nó cứ miên ấy tên miên là và sẽ bong bong khác còn hốt còn đại là miệt từ chà bởi nên nhóm phía trên này trong đại là miệt nắng tập bên này nhóm slow đôi chia chà đôi chia ở lịch ấy chẳng ngắn á chà cà bị nắng slow một chút cứ dừng ở nghỉ đại tiền chúng bạn chuẩn bị bắt bong bong thang cầm ở bong bong khác còn ở đại thọp slow đại là miệt chẳng tới còn ở đứng á nè chà hay slow bởi dưỡng cứ dừng miệt ấy tới dừng phở con sực cây bay bong ai nè ai bong bong khác phía trên có slow chìm mùi nè con tray đã miên ly cái bước mùi mùi bên tai nè nhóm cứ nè nhóm slow ngày nắng chìm mùi nè tray chả tray ảnh đại hay hay สําหรับปลายบ่ยังก็มีដាក់ពេញប៉ោះពេញអីដែរដើម្បីជួយរំលឹកពណ៌កាន់តែស្អាតហើយពេញប៉ោះយើងក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាអញ្ចឹងទៅពេលយើងដាំទឹករៀងពុះហើយយើងដាក់គ្រឿងកាត់ឆ្អាបក៏ដូចជាក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងដាក់ប្រហុកយើងមកបន្ទាប់មកទៀតគឺទឹករៀងពុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកគ្រឿងផ្សេងផ្សេងខ្លះទៀតមកដាក់ចាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំដាក់ទឹកឆ្អាបមុនដើម្បីឲ្យវាផុយអញ្ចឹងណាព្រោះទឹកឆ្អាបសាច់វារៀងរឹងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ចាឲ្យម្ជូរបងប្អូនសម្លនេះខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំដាក់ម្ជូរសណ្ដាន់ណាបងប្អូនតោះមកដាក់គ្រឿងមានប៊ីចេងស្ករអំបិលអីចឹងទៅពេលទឹកពុះហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមចាមកបងដាក់ពេញប៉ោះមុនផ្លែតមកចាំយើងឲ្យកូរវាចុះឡើងកន្លងចាទុកវាឲ្យរៀងពុះបន្តិចយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចាផ្កាអង្គាសសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺបងប្អូនភាគច្រើនតាមជនបទគឺបានទទួលទានស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំរាល់រដូវអង្គាដីផ្កាអីចឹងណាប៉ុន្តែនៅតាមទីក្រុងភាគច្រើនគឺអើយអត់ហ្មងសឹងតែ 1% ទេដែលបានញ៉ាំអពងគេដីនៅតាមទីក្រុងអត់មាននេះបងប្អូនដល់ពេលចាកាងគេដីយើងសពហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងម្រះប្រើគោត្រឡប់គោត្រឡប់មកឆ្អិនហើយបងប្អូនហើយឲ្យដួសមកទទួលទាននៅក្តៅក្តៅគឺឆ្ងាញ់មែនតើចាអញ្ចឹងរបៀបធ្វើសម្លម្ជូរចាគេដីរបស់នាងខ្ញុំដូចស្លម្ជូរគេដីនៅទេបងប្អូនដែរឬទេអញ្ចឹងណាអាចខមមិនបានចាហើយនាងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនបាយបាយបានញ៉ាំមួយបាយជូនបងប្អូនទស្សនាទេថ្ងៃហ្នឹងអាជូរជ្រះជូរជ្រះបងប្អូន